Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của Hiếu Đang Làm. Hôm nay Hiếu Đang Làm sẽ giới thiệu cho mọi người đến một món ăn rất là dễ làm và cực kỳ dân dã luôn, đó là món tôm xào dưa leo. Tôm xào dưa leo thì nguyên liệu chính nó chỉ có dưa leo và tôm. Một cái thành phần nguyên liệu rất là dễ tìm dành cho mọi người nha. Đầu tiên thì mình hả chuẩn bị chảo mình phi một ít hành tỏi vô nha. Rồi mình phi hành tỏi cho nó vàng nó thơm lên thì bắt đầu mình cho tôm vào. Tôm mình rửa sạch đi, mình bằng bằm nhỏ ra ha. Rồi mình rửa sạch ra cái mình xào phi cho hành tỏi với hòa quyện với lại tôm cho nó thơm lại cho nó chín tôm. Rồi đã qua lại xong cái chín tôm là mình cho dưa leo vào. Món này phải nói là hả đối với những bà nội trợ mà nào mà có công việc bận rộn đến mấy thì cũng có dành ra khoảng 15 phút thôi. Nói chung là ai mà chậm chút xíu thì mình có thể chuẩn bị khoảng 10 phút. 10 phút là mình có một cái món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và thơm ngon lại dành cho gia đình mình rồi nha. Đó, mình cho dưa leo vào, đảo qua đảo lại cho nguyên liệu thấm đều. Rồi, thêm nguyên liệu mà khi mà thấm đều rồi thì mình chuẩn bị mình nêm nếm. Rồi bắt đầu mình nêm nếm nha, mình cho khoảng đầu tiên là mình cho hạt nêm vào ha, 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng muối, rồi mình đảo qua đảo lại thế là xong rồi nha mọi người. Rồi đảo qua đảo lại cho dưa leo với lại tôm nó thấm đều gia vị và dưa leo nó hơi chín một xíu thôi là các bạn có thể tắt bếp được rồi. Đừng để chín quá thì dưa leo sẽ bị mềm đi ha, nó không mất cái độ giòn của dưa leo, không ngon nữa. Rồi đã qua lại dưa leo chuẩn bị hơi trong trong một xíu là mình tắt bếp là được. Đó, mình có hầm, mình đậy nắp lại chút xíu đi các bạn. Đã qua lại xong cái mình đậy nắp một chút xíu là được rồi ha. Rồi món ăn đến đây là chín rồi các bạn. Nếu mà mọi người cảm thấy video hay thì hãy nhấn cho mình nút đăng ký cũng như là nhấn nút like để theo dõi những video tiếp theo về nấu ăn của mình nhé. Rồi hẹn mọi người vào những clip tiếp theo của mình. Xin chào.